Đây là những loài động vật tồi tệ nhất khi làm cha mẹ có thể 2 năm nay chưa ai nói cho bạn biết. Những con chim cúc cu cá khi mang thai thay vì làm tổ đẻ trứng nuôi con, chúng sẽ bay qua tổ của những con chim khác đẻ trứng ở đó. Chim cúc cu làm vậy để đùn đẩy trách nhiệm làm cha làm mẹ cho những con chim khác. Sau khi bỏ con ở nhà người khác, chúng sẽ bay đi sống cuộc đời độc thân tự do của mình. Sand Tiger Shark, cá mập hồ cá có một cách nuôi con rất là lạ. Thay vì một lúc đẻ ra vài chục con cá mập và nuôi chúng, cá mập mẹ sẽ để cho những đứa con của mình ăn lẫn nhau trong bụng. Cho tới khi chỉ còn một con cá mập con duy nhất, cá mập mẹ sẽ đẻ ra và nuôi nó. Dracula Ant, kiến Dracula. Sau khi đẻ trứng xong, kiến mẹ sẽ để trứng ở đó để làm đồ ăn. Những con kiến thỏ sau một ngày làm việc cực nhọc sẽ tìm tới những quả trứng này để hút chất dinh dưỡng, ăn chính đồng loại của mình. Và cuối cùng là những chú chuột hamster dễ thương có thể bạn đang nuôi. Thật là dễ thương khi bạn thấy một con hamster mẹ ôm những đứa con của mình mà ngủ. Cho tới khi hôm sau bạn ra chuồng nhìn thì chỉ thấy còn một con hamster mẹ mà thôi. Vậy những con hamster con đâu? Chúng có thể bị chính mẹ của mình ăn. Hamster mẹ sẽ ăn chính con của mình nếu chúng sợ hãi hoặc là căng thẳng.